rồi xông pha lên. Bắt cóc đi. Trận chiến nào các bạn ơi? Đây, bên này là một quả trứng, mình sẽ phải bảo vệ. Còn bên này này các bạn ơi, wow, nhìn này, những người tối cổ, những người thổ dân, các bạn ơi, thổ dân hồi xưa. Bây giờ mình sẽ cử đồng đội ra, rồi chiến đấu đi. Tèn tèn. Rồi, mình sẽ thả quả trứng này các bạn ơi, thả quả đá này. Đấy, có 9 cái thằng. Ôi ôi giời, quá ngầu luôn. Gọi đấy, gọi những chú rồng các kiểu các bạn ơi. Đấy, đấy. Nhìn này, loe mồm loe các bạn ơi. Rồi, chiến đấu đi. Ok. Nhìn này các bạn ơi, người thổ dân cầm giáo rồi. Nhảy này. Oxo. À, cầm cả cái gậy cục xương nữa. Okay. Rồi, cố lên tấn công đi anh em ơi. Nào, cái người cầm giáo này. Rồi, tèng. À, vẫn còn à các bạn ơi. Ok, đúng rồi. Vẫn còn một người các bạn ơi. Tèng. Có gì đáng qua màn rồi các bạn ơi. Rồi, màn tiếp theo các bạn ơi. Đây, đâu. Rồi, đâu nào các bạn ơi. Sẽ gọi thêm là gọi người này ra rồi. Chạy ra đi. Đấy, đã được một chú gọi là chú gà các bạn ạ. Đấy, tiếp đến là một chú khủng long. Rồi, tiếp đến là một chú mồm loe các bạn ơi. Đây, mồm loe này đấy. Rồi. Bên này dân đang cầm cái cục xương các bạn ạ. Cái đấy, bán đi. Đúng rồi, bán. Tèng. Thả. Thả bom nguyên tử các bạn ơi. Đây là thả đá ấy, rồi lổ bay chát luôn. Ôi trời, quá là ghê gớm luôn. Đấy, ra đi. Đây, ba chú đang chạy tong sang. Ôi, các bạn nhìn chú mồm loe này. Mồm loe thả những quả ơi ra. Thả những quả gì màu xanh xanh các bạn ạ. Wow, ở bên kia có chú chuột các bạn ơi. Chú chuột hồi máu các bạn ạ. Đấy. Rồi, mình sẽ gọi tiếp. Gọi thật là nhiều anh em ra. Rồi, ra đi, đúng rồi. Nào. Wow, bom. Thả những quả viên. Đá đổ. Quá là ghê gớm. Ôi trời, nào, chiến đấu với đội quân của mình không có đâu, làm sao có thể giành chiến thắng được, thấy chưa, đội quân của mình mạnh lắm, thấy chưa, tan, qua mà, rồi, tiếp tục nào các bạn ơi, bên này nào, wow, bây giờ mình có một quả gì màu trà xanh xanh này các bạn ơi, xem nào, wow, quả này quả đóng băng các bạn ạ, rồi, quả này là quả đóng băng, rồi. Rồi, đội quân của mình lên đi. Đấy, thấy chưa? Chạy. Trời ơi, lên. Rồi, chạy rất là buồn cười các bạn ạ. Rồi. Bên kia, cầm khúc xương à? Này thì cầm khúc xương này, không sợ đâu. Rồi, ra đi. Được quả táo này. Ra đi anh em ơi. Rồi, bèm. Chiến đấu đi. Rồi. Piu. Rồi. Cuộc tấn công của những con quái vật thời tiền sử và những chú khủng long các bạn ạ. Đấy, để ôi khủng long mồm rất là to luôn. Cầm sẽ sử dụng sao kim hộ món này cảnh đạo. Đấy, sử dụng sao kim rồi thả xuống. Thả xuống chỗ này các bạn ơi. Đóng băng luôn. Đóng băng đi, đúng rồi. Đóng băng cứng im rồi các bạn ơi. Đấy, làm sao mà có thể đánh được nữa. Mình dùng cho kim mà. Có cái người hồi máu ở đằng sau rồi. Thảo nào đánh mãi không tiêu diệt được các bạn. Thảo tan tành thành mây khói. Rồi, ra đi anh em ơi. Rồi, cố lên nào anh em, mạnh mẽ đi, chiến đấu đi, rồi, mình sẽ đóng băng cho
này này các bạn ơi. Không ăn. Đã được quả táo. Nên nữa được quả táo. Được quả táo này thì mình mới gọi được những chú khủng long ra các bạn ạ. Rồi. Nào, cái người này. Rồi, còn không. Còn không, ra đi. Cứ ra nhanh lên. Rồi, đội hình của mình đang chạy đến để mà tấn công. Wow, vẫn còn các bạn ạ. Vẫn còn cái tên này. Vẫn còn cái tên này. Wow, quá khỏe luôn. Rồi, đóng băng luôn này, đứng im. Không được nhúc nhích các bạn ạ. Rồi, không được nhúc nhích. Nào, thả vào đầu ơi các bạn ơi. Wow, cái tên bên kia cũng có một tên cầm cái cây. Xa đấy. Nào, đóng băng luôn. Cái tên này. Rồi. Các bạn ơi, nhìn này, mình đã sở hữu được một chú khủng long này. Quá to luôn. Nghe không? Húc. Nào, đây. Rồi, màn tiếp theo các bạn ơi. Bên này xem nào. Wow, cần 14 quả táo mới có thể được một chú khủng long các bạn ơi. Bên này, bên này là những thổ dân mặc cái bộ quần áo cây các bạn ạ. Rồi, cây này mình thả vào. Được rồi, được một con rồi, khủng long siêu to. Bỏ đi, đúng rồi. Nào, bỏ đi. Nào, tiếp nào. Cái người này này, đóng băng luôn lại, lỗ bánh sát luôn. thấy chưa, húc đi. Wow, khủng long của mình húc, ghê không? Cái tên thả vào đầu ấy các bạn ơi. Rồi, nào, húc đi, rồi. Đóng băng luôn. Thấy chưa, thả chỗ này. Rồi, bành sát luôn các bạn ơi. Ôi, hỏng rồi, cái chú khủng long siêu to của mình đã bị tiêu diệt rồi các bạn ơi. Rồi, mình sẽ gọi thêm một chú khác ra. Rồi, anh em ơi, thả đi, đúng rồi. Những người long người thả những quả xanh kia ra để tiêu diệt đi. Thôi, hỏng rồi, mình còn có một con thôi các bạn ơi. Thôi, hỏng, thua luôn rồi. Mình sẽ thả vào đây. Lộ. Cái người hồi máu này. Thôi, bị thua rồi, bị tiêu diệt rồi. Khủng long của mình bị tiêu diệt rồi các bạn ơi. Mình sẽ tiêu diệt ở đằng sau này. Đấy, tiêu diệt những người hồi máu đi các bạn ạ. Không để những người hồi máu tấn công được. Hồi máu này, bắn lỗ, bùm. Nổi chỗ này các bạn ơi. Bánh xác này. Đấy, thấy chưa? Quả táo luôn. Thôi, hỏng rồi. Đội quân kia khỏe quá, tấn công đến chỗ mình rồi các bạn ơi. Nào, anh em ơi, ra đi. Thôi. Gần đến quả trứng của mình rồi các bạn ơi. Phải bảo vệ quả trứng thôi. Hỏng rồi chết rồi. Đang bị tấn công quả trứng rồi. Thôi, vỡ rồi. Thế là thua. Vừa rồi thì mình đã có nhiệm vụ bảo vệ quả trứng khủng long khỏi những người tiền sử tấn công các bạn ạ. Và video của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.